Con đi tìm cho mẹ cái mắt kiến đi. Con thấy nội đang đeo kính coi tivi ở ngoài kìa. Mai mốt mẹ có lấy đồ, mẹ làm ơn mẹ nói giùm con một tiếng đi mẹ. Chính chị đưa cho tôi, giờ lại bảo tôi tự lấy. Mẹ xong rồi. Bộ có chuyện gì xảy ra hả mẹ? Mẹ bị bệnh nan y, không thể nào chữa được. Hả? Nếu làm cho người bệnh vui vẻ, thoải mái thì sẽ khiến căn bệnh mất trí nhớ từ từ chậm lại á nội. Chưa bao giờ mà mẹ thấy mẹ sung sướng như bây giờ. Còn sướng hơn là được người ta cho tiền nữa. Con đừng té nha con. Lê, lê, lê. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. À, chà, giờ quần áo hết rồi. Tụi con có vui không? Dạ vui. Ước gì á, ngày nào con cũng bận để ba thường xuyên đưa đón tụi con mỗi ngày luôn. Nhưng mà ba không có xe, tụi con sẽ mệt lắm đó. Tụi con không có sợ mệt, tụi con chỉ sợ không được gặp ba thôi. Được rồi, được rồi. Ba hứa từ nay thì sao, ba sẽ đưa đón tụi con thường xuyên hơn, được không? Yeah. À, rồi bây giờ, tụi mình ha, qua bên kia chỉ xích đu kìa. Dạ. Giận đó. Không sao đâu ba. Trước khi mà về ba đi là được rồi. Ba, ba đánh đừng con đi ba. Thôi mà. Thôi ba. Không sao đâu. Không sao đâu. À. Rồi ba thua tụi con rồi. Ba sẽ dẫn tụi con đi tắm. Yeah. Nè, nhưng mà tắm nhanh nhanh nha. Mẹ về mới biết được là ba đứa mình bị an toàn. Dạ. Bây giờ thì đi tắm thôi. Alo mẹ hả? Mẹ biết anh Công đang ở đâu không mẹ? Ủa mẹ đâu có biết đâu, có chuyện gì không vậy? Con biết là mẹ đang biết anh ta đang ở đâu. Mẹ nói với ảnh đi, có trốn tránh thì cũng vô ích thôi. Nếu như mà ảnh không dứt khoát á, con sẽ nhờ tới luật sư đó. Chắc sẽ là hai gai gân, nó kêu rằng cáp 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 cáp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bớt. Trinh, Trinh, em đoán hai đứa nhỏ giùm chị chưa? Dạ rồi. Cho chị nói chuyện với Bi cái. Chị hỏi cái vụ tiền học của em đó. Bi, thằng Bi nó đang tắm rồi chị. Dạ, dạ, nó đang tắm rồi. Vậy thôi, Bo cũng được. Dạ, Bo nó bận luôn rồi. Bo nó đang tắm chung với thằng Bi rồi chị. Dạ, dạ, hai đứa nó đang tắm. Anh em mất sóng quá, không nghe được gì hết. Alo. Alo, chập chờn mất sóng quá không nghe được gì hết nè. Alo. Khoan, Trinh. Gì vậy? Dạ alo. Bi hả? Làm gì mà lâu nghe máy vậy? Biết mẹ lo lắm không? Nhưng tụi con đang tắm mà. Thì cũng phải có cô Út nè, bà nội nhà chứ. Cô Út đi công chuyện rồi. Còn bà nội có đâu có thấy đâu. Ủa,
Vậy là tụi con ở nhà có mình thôi hả? Dạ đâu có. Có ba ở nhà chơi với tụi con mà. Cái gì? Mẹ ơi, thôi ba tắt máy nha. Siêu nhân tới đây. Hai đứa hãy mặc áo vô cho ta. Ba, ngày mai tắm tiếp nữa nha ba. Dĩ nhiên rồi. Bây giờ hai đứa đói bụng rồi đúng không? Dạ. Để siêu nhân nấu cơm cho hai đứa ăn. Chú. Đồ ăn tới rồi đây. Wow. Ăn cơm cho con đi. Nè. Cảm ơn ba. Rồi, tụi con ăn đi. Con cảm ơn ba. Ngon quá. Cơm ngon quá. Này, nè con. Dạ, cảm ơn ba. Này, tụi con nè. Cảm ơn ba. Ngon không con? Anh làm cái trò gì vậy? Em à, đi theo tôi. Hãy đi đứng yên đó. Làm cái trò gì vậy? Tại sao không tới tòa án? Tôi chờ rất là lâu, còn anh thì chạy về đây. Anh định lợi dụng hai đứa nhỏ để níu kéo bọn chị đúng không? Chị không phải như em nghĩ đâu Hương. Tôi còn lại gì con người anh. Anh khỏi mất công làm mấy cái trò vớ vẩn nữa. Tôi sẽ không có đổi ý đâu. Hương à, anh xin lỗi em vì đã lén tới đây. Nhưng mà thật tình, anh nhớ tụi nó quá. Cho nên là anh chỉ muốn tắm cho tụi nó ăn một bữa cơm thôi. Tôi đâu có cấm anh gặp tụi nhỏ, nhưng mà phải giải quyết cho xong cái vụ ly hôn đã. Hương à, em có thể tha thứ cho anh lần này được không? Vợ chồng mình làm lại từ đầu được không em? Sao tất cả mọi chuyện anh gây ra, anh nghĩ là tôi với anh có thể làm lại từ đầu sao? Nhưng còn mấy đứa nhỏ thì sao? Nó đâu thể nào sống thiếu ba đâu. Em cũng thấy mà. Đừng có lôi đứa nhỏ vô nữa. Con tôi không có cần một người cha xấu xa như anh đâu. Vợ à, vợ. Tôi không gọi tôi là vợ. Tôi đã cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với anh rồi. Đừng có chọc tôi nổi điên nha. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh đi ra khỏi nhà tôi đi. Đi liền. Hương à đừng mà. Đừng có để tôi lo anh ra khỏi nhà nha. Hương à đừng mà. Hương à đừng mà. Hương à. Đi ra. Đừng mà. Hương à đừng mà. Đi ra khỏi nhà tôi nhanh lên. Em à đừng mà. Đi ra khỏi nhà. Đừng mà. Đứa sẽ không. Chờ mình cho nên mình đi cưới sao, nó không ngờ tới đây. Mẹ con thông minh quá. Ủa, cái gì đây? Chị hai định đi du lịch hả? Con với anh Công đã ly dị rồi. Hai người dọn đi đi. Đồ đạc con dọn sẵn rồi đó. Coi như là hết tình hết nghĩa. Trời đất ơi, bà con cô bác lại đây mà coi nè. Con dâu á dám đuổi mẹ chồng ra ngoài đường. Trời đất ơi. Mẹ,
Mẹ nhớ kỹ lại đi, mẹ với em Trinh bây giờ đâu có còn là người nhà của con nữa. Hai người dọn đi là chuyện đương nhiên mà. Cô đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà thiệt sao? Cô dám làm như vậy sao? Mấy đứa nhỏ nó nói với tôi á là cô đuổi ba nó, mặc cho tụi nó gào thét khóc lóc, mặc cho tụi nó buồn bã như thế nào á, cô cũng mặc kệ. Bây giờ á, cô dám đuổi luôn cả mẹ chồng hả? Cô không sợ trời trừng phạt cô hả? Ông trời trừng phạt con như thế nào con cũng chịu. Nhưng còn mẹ thì sao? Còn người đàn ông phụ bạc kia thì sao? Cô nói cái gì vậy? Mẹ đối xử với con như thế nào mẹ có nhớ không? Mẹ đã lớn tiếng nhất quyết ép con phải ly dị để khỏi cản trở con trai của mẹ làm gì. Sao mà đêm hôm khuya hoắt thế này mà ai gõ cửa mà ầm thế cũng biết được. Mà ai sao bất lịch sự dữ vậy trời. Chú Quang, chú ra khỏi có ai vậy? Rồi nghe rồi, kêu la ôm sùm mà tối rồi không để cho người ta ngủ, người gì mất lịch sự hết sức. Ai vậy hả? Dạ thưa bác tới đây có chuyện gì vậy bác? Chị Xui có ở trong nhà không? Kêu bả ra đây cho tôi. Nhưng mà có chuyện gì bác cứ nói được không bác? Hay là cái chuyện đó hai đứa tụi con chỉ là người bị hại thôi, con và Trinh chỉ là nạn nhân thôi. Không mấy bây giờ con với bác tìm cái chỗ nào đó yên tĩnh để con trình bày với bác được không bác? Tránh ra một bên đi, kêu bà Xui ra đây cho tôi. Bác đó tới đây nói muốn tìm bà Xui,
Nhưng mà trong trường hợp này em không biết là bác đang muốn nói tới ai nữa. Chú nói linh tinh cái gì vậy? Tránh ra coi. Chào chị Xui. Chào hỏi cái gì? Anh mau giải thích cho tôi biết đi. Con gái của anh nó có gì hay mà nó cứ đòi ly dị cái thằng con trai tôi hoài vậy hả? Chị Xui à, có bộ chị sai lắm rồi. Hay là để tôi kêu chú Quang đưa chị về nha. Tôi không có sai. Tại sao? Thằng con trai tôi có cái gì không tốt hả? Mấy người nói cho tôi nghe coi. Chị Xui à, nếu chị không muốn về á thì mời chị vô nhà nói chuyện. Đứng đây gió mái dễ sinh bệnh lắm đó chị. Bà uống lộn thuốc á, cho nên giờ này bà mới dám tới đây bà nói lung tung như vậy. Bộ bà tưởng bà lớn tiếng là người ta sợ bà hả? Bà lớn ác được tôi hả? Bà cứ lớn tiếng ra rồi bà làm gì tôi? Tôi còn muốn lời nói của tôi hả? Nó biến thành cục đá nặng hả? Nó đè bà hả? Cho bà tiêu đời bà luôn. Trời đất ơi, bà ăn nói cái kiểu gì mà kỳ cục vậy hả? Bây giờ bà muốn gây sự phải không? Thôi đi. Chị Xui à, mời chị vô nhà mình nói chuyện đi chị. Dạ, con mời bác ở nhà rồi hãy nói chuyện. Vô thì vô. Mắc cái gì tôi sợ mấy người hả? Cha nội này bà muốn chơi tôi xin ông tại tôi quậy vậy. Chánh nha. Vô đây hết đi, nói chuyện tay đôi với tôi nè. Ô, thế này là thế nào hả? Thôi, trời con ơi. Đưa nội lên nghỉ đi con. Đàn bà mà say sưa kỳ quá. Vô nói chuyện. Nè, tôi nói cho bà biết nha. Lần này á là tôi hoàn toàn đồng ý cái cách xử sự của con gái tôi nha. Con dâu đuổi mẹ chồng, chuyện bất hiếu như vậy mà chấp nhận được sao? Con trai bà không còn là chồng của con gái tôi nữa, bà cũng không còn là mẹ chồng của con gái tôi nữa. Mắc mớ gì phải xử sự đàng hoàng với bà? Tụi nó đã ly hôn chưa? Tòa án đã giải quyết chưa? Chị cứ nói ra là chị móc họng không à. Tôi hả? Nhịn chị hết nổi rồi đó. Ông nhìn bà làm gì tôi? Tôi... Mẹ bình tĩnh đi mẹ. Bác ơi, bác cũng bình tĩnh nha bác. Con trai tôi á, nó đã mất hết tất cả rồi. Mà con gái ông bà đuổi nó ra khỏi nhà, mặc cho mấy đứa nhỏ khóc lóc thê thảm. Nó đúng là tàn nhẫn vô lương tâm mà. Quá vô lương tâm luôn. Chị Xui à, tôi hiểu tính con gái tôi. Tại vì sự việc quá mức chịu đựng của nó, cho nên nó mới quyết định đi tới nước như vậy. Chị đừng có nói làm như là tất cả lỗi là do con Hương như vậy. Anh chị nói ra là chỉ biết bên cô gái mình thôi, mà không chịu dạy dỗ nó để cho nó làm loạn. Trời đất ơi, bây giờ bà chửi luôn hai đứa mình luôn rồi đó. Bà chửi hết luôn á. Nè, tôi nói cho bà biết nghe, lỗi phải là do thằng con trai của bà hết á. Nó đi ngoại tình mà bây giờ chị còn tới thì nó lung tung cái gì đó hả? Ngoại tình cái gì mà ngoại tình, nó chỉ sai nắng không à. Gì? Cảm nắng thôi mà. Chẳng qua là một phút yếu lòng trước một người phụ nữ giàu có. Ai mà không ta ham tiền chứ. Vậy là sai sao? Tôi nói chuyện bà này tôi tức quá trời quá đất thiệt tình đó. Nói chuyện với bà tôi nói chuyện với cái đầu gối tôi sướng hơn nè. Lấy đầu gối ơi, thôi mình đi vô đi. Mệt quá đi. Nè, bà đứng lại. Bà làm gì vậy? Ai mà không sai chứ. Mà thằng con tôi nó phạm sai lầm nhỏ thôi mà. Anh Xui à, anh đi dạy, chẳng lẽ học trò nó phạm sai lầm là anh đuổi học đó sao? Chị Xui à, đúng là làm người á, ai cũng phạm sai lầm. Nhưng mà trong hôn nhân á, cái lỗi này không thể chấp nhận được chị à. Vậy anh nói cái chuyện ly hôn á là cái chuyện bình thường đó hả? Anh chị á, đã không dạy dỗ, không ngăn cản con, mà còn cổ xí cho nó ly hôn nữa. Bà làng xóm ơi, vô đây mà coi nè. Coi nhà giáo cư xử như vậy nè. Nè, bà đó nghe, bà đừng có càng ha. Bà càng nói á, bà càng sai nha. Bà càng nói bà càng làm lố nha. Thôi bà, tại chị Xui sai. Tại chị Xui sai quá mới nói như vậy thôi. Chị Xui à, làm cha làm mẹ ai mà muốn con cái mình ly hôn. Nhưng mà tụi nó đã quyết định như vậy rồi, bây giờ chúng ta biết làm sao. Nhưng dù sao á, mấy đứa cháu vẫn là cháu của chúng ta. Chúng ta cố gắng chăm sóc cho nó thật tốt cho chị. Trời ơi, ông nói làm gì? Bà không có hiểu đâu, không có nói cái gì hết trơn. Trời, con đưa bà ra cửa, nhanh, lôi bà ra liền.
Buông ra, đi đâu chứ? Linh, Linh kêu chú Quang đưa bác về đi con. Ủa, lết xác tới đây được thì tự lết xác về, mắc mới gì phải kêu chú Quang đưa bà về. Trời ơi, ngó xuống mà coi nè trời ơi. Thằng con trai đáng thương tôi nó sống làm sao đây nè trời. Nó phạm sai lầm nhỏ thôi mà sao mấy người lại đối xử nó vậy. Là bất công đó, bất công quá đây. Con hả? Sao mẹ nhậu xỉn như vậy hả? Mẹ nhậu xỉn vậy lỡ rồi ai đi ngang ta nhìn thấy, ta nói con là con gái của bọn nhậu, ai dám cưới con nữa? Có ai đâu mà thấy, chỉ có chú Quang thôi. Mà tới con cũng chết mẹ nữa. Là sao? Trời ơi, sao tôi không chết đi rồi? Trời ơi. Ủa, tôi đưa con lên nhà. Khổ quá. Đi mẹ. Trời ơi. Mẹ, đứng lên mẹ. Chết ra. Cậu đó cũng giống như mấy người nhà bên đó, cũng độc ác y như con Hương. Không có nói lý lẽ gì hết. Để cho con Hương ly dị với thằng Công là sao? Mẹ à, chuyện nó tới nước này rồi, mẹ có muốn say các bé cũng không có giải quyết được gì đâu. Chỉ là mệt mình thêm thôi à. Thiệt tình luôn á, đứng lên. Mẹ. Mẹ. Ủa, sao con ra ngoài này? Dạ. Mình không có ở nhà, nó dọn hết đồ ra ngoài đường thì sao? Ờ à, đúng rồi hả? À, còn ở đó nữa, mẹ con mình phải cố thủ trong nhà. Trời ơi, con về. Dạ, mẹ từ từ thôi. Từ từ thôi mẹ. Ba ơi, ba ơi, ba, ba. Rồi. Ủa, vậy nó đi đâu mất tiêu rồi? Chắc là lại đi đâu đó chơi rồi.
Vậy con về canh nhà đi, để mẹ ở đây chờ nó cho. Thôi, con muốn ở đây với mẹ hả? Không có được. Nhiệm vụ của mình á là phải trụ vững trong cái nhà đó để anh hai con còn có cửa mà về nữa. Nếu mà nó đuổi hai mẹ con mình á là ba mẹ con á có nước ra đường ngủ thôi hả? Cái ông này thiệt luôn á. Tự nhiên gây ra chuyện rồi bây giờ bắt hai mẹ con mình hứng à? Vậy đứa nào là mất căn nhà hả? Đi đi. Còn đứa đó nữa. Đi đi. Dạ. Dạ ba. Con. Dạ. Ba có mua hộp bánh trái để nhỏ nè. Dạ, con cảm ơn ba. Ba ngồi chơi để con đi lấy nước. Không cần đâu con. Bé Bo nó khỏe chưa? Dạ, cũng đỡ rồi ba. Nếu nó không bệnh nặng thì con đâu có bỏ việc. Lúc trước Baby bị té phải khâu hai mũi, con còn không bỏ việc nữa kìa mà. Dạ, nhắc tới chuyện này con lại thấy giận bản thân mình. Đối với một người mẹ thì đâu có gì quan trọng hơn con cái của mình. Vậy mà thời điểm đó con chỉ biết có tiền với tiền thôi. Nhưng mà bây giờ con sẽ không như vậy nữa đâu. Con sẽ dành thời gian cho con của mình nhiều hơn. Phải đó. Trẻ con hạnh phúc nhất là khoảng thời gian được ở bên cạnh cha mẹ mình đó con. Dạ. Bé Bo ngủ trong phòng hả? Dạ. Ba nó bỏ đi tới giờ nó cứ bệnh suốt thôi. Trước mẹ chồng con có ghé nhà mình chửi bới sùm. Vậy sao ba? Chắc gì bà ta giận quá. Hương nè. Dạ. Bà nói ra điều này có vẻ hơi chủ quan. Vì ba cũng là đàn ông, mà đàn ông á thường trưởng thành chậm lắm. Chắc có lẽ vì đàn ông không sanh đẻ cho nên thường trưởng thành chậm hơn phụ nữ. Dạ ba, con biết ba định nói gì rồi. Nhưng mà con không thể vì tụi nhỏ mà suy xét lại một lần nữa sao con? Dạ, con đã cạn tình cạn nghĩa với anh ta rồi. Con không muốn vì tụi nhỏ mà phải tiếp tục sống với anh ta. Có thể bây giờ con suy nghĩ như vậy, nhưng biết đâu sau này là chuyện khác. Con không thể cho đàn ông thêm một ít thời gian, rồi họ sẽ thay đổi nhanh thôi mà. Ba không muốn sau này con lại phải hối tiếc. Anh ta vì người phụ nữ đó mà từ bỏ con. Anh ta sẽ không bao giờ quay lại đâu. Con muốn mình là cái thùng rác nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, con thấy bản thân mình thảm hại lắm.
đây vô đây mẹ. Trời ơi, có chuyện gì nữa vậy? Báo như vậy kìa con ơi. Cái gì? Dạ, vé du lịch định cho hai người đi Phú Quốc ở resort 5 sao. Con lại gây ra chuyện gì đúng không? Dạ đâu có. Mẹ nhận đi mẹ. Mẹ đã cực khổ nhiều rồi. Bây giờ thời điểm mẹ phải được nghỉ ngơi. Trời ơi. Cảm ơn con. Mẹ đi chơi thiệt vui nha mẹ. Ừ. Mẹ ơi. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi. Dạ con chào mẹ. Ôi, trời ơi hết hồn hả? Làm giật mình bụng tôi chết hay sao vậy? Dạ con xin lỗi mẹ. Tại vì con thấy cửa không có khóa. Đi đâu vậy? Đi dạ. Vô đây làm gì? Ai cho cậu vô đây? Con qua con thăm mẹ. Sẵn con có chuyện muốn thưa với mẹ. Ai là mẹ của cậu? Tôi không muốn nghe gì hết. Cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay. Mẹ ơi. Mẹ. Bây giờ cậu mà không đi ha, tôi sẽ kêu công an đến đây. Cậu đang thâm nhập gia cư bất hợp pháp nhà tôi đó nghe chưa? Bây giờ có đi không? Mẹ ơi, con chỉ muốn nói chuyện với mẹ một lát thôi. Đi mẹ liền, ơi, mẹ ơi, đừng đi mẹ. Liền. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Đi ra khỏi mẹ nhà liền lập rồi. Tức. Mẹ tha lỗi cho con đi mẹ. Nè, lần sau đừng bao giờ bước chân về cái nhà này nữa nghe chưa? Mẹ ơi, mẹ. Con đi xin ra. Lỗi mẹ, cho con thêm cơ hội đi ra. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ mẹ. Mẹ ơi. Cho con thêm cơ hội đi mẹ. Mẹ. Nè, tên kia. Chú. Tới đây làm gì vậy? Cứ ăn mạnh dạn vô đi. Chầu này tao trả cho. Con không cần ăn đâu. Con chỉ cần mẹ mở cửa cho con bước vô nhà. Con quỳ xuống con xin lỗi mẹ thôi. Mày không có vô cửa được đâu. Nếu là mày, mày có chịu mở cửa hay không? Dạ không. Vậy thì đừng thắc mắc. Bây giờ con phải làm sao hả chú? Con Hương một khi nó đã quyết định rồi thì rất khó lòng thay đổi được. Mày cũng biết tính nó quá rõ rồi. Nó cũng đã từng tha thứ cho mày một lần rồi. Lúc đó đầu óc của con không được tỉnh táo. Lúc đó mày bị điên. Lúc đó hai mắt của con, trái tim con, đầu con cũng bị điên hết rồi. Sao chú không ngăn cản con lại vậy? Tao đập cho mày một phát bây giờ à. Tao mới vừa đập cho mày một trận. Mày còn muốn gì nữa? Sao bị si mê dữ vậy không biết nữa. Nói thiệt, tao cũng thông cảm với mày rồi. Bây giờ không còn trách móc gì nữa hết. Nhưng mà tao nói thiệt với mày, tao không binh vực mày được nữa. Tại vì mày làm cho cháu tao tổn thương quá nhiều rồi. Mày hãy buông tay đi. Con không buông đâu chú ơi. Bây giờ chú giúp con làm cầu nối con với Hương lại đi. Con không quên ơn chú đâu. Chú giúp con đi mà. Mày nghĩ con Hương nó nghe lời tao không? Anh tao nói nó còn nghe nữa là. Cách tốt nhất là bây giờ mày nghĩ là mày chưa từng có vợ con đi. Tính tiền chị ơi. 270 ngàn. Nè chị. Ăn xong rồi. Về thôi. Bo ơi, Bo. Bo. Con đang đi học rồi hả? Em mất mệt chưa, Bo? Em còn chóng mặt quá. Em xem nè. Hôm nay anh có quà tặng em á. Tinh 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 tinh. Anh bán bi với tụi thằng Hiếu. Được chiến lợi phẩm nè. Cho em á. Bo, em sao vậy Bo?
Bình thường em thích con siêu nhân này lắm mà. Em không thích con siêu nhân này đâu. Em chỉ cần ba thôi. Bố anh này em có nhớ ba hả? Con đợi mẹ chút nha, mẹ nấu cháo cho em xong á rồi mẹ lấy cơm cho con liền. Mẹ. Ừ? Mẹ. Mẹ kêu mà vậy mẹ hả? Ba nói, mẹ nói nhớ ba lắm. Con cho nó là siêu nhân này mà nó không thèm luôn. Nó chỉ muốn ba thôi à mẹ. Mẹ kêu ba về. Ba đi rồi, ba sẽ quay về mà. Anh đi rồi. Dọn cửa tiệm đó rồi lấy tiền cho con mượn có được không? Cũng phải, ưu tiên cho con mình trước, còn căn tiệm này. Tiệm đó có ý nghĩa lắm, làm sao mà bỏ được. Anh có tiền đi mua siêu xe, đi mua hàng hiệu, nhưng anh lại không có tiền cho gia đình. Dì muốn dành dụm tiền cho anh mà mẹ phải đi làm người giúp việc đó. Em biến thằng con trưởng này trở thành một thằng vô dụng và ngu ngốc rồi. Lúc nào mẹ cũng chỉ có anh hai mà thôi. Nó không nhận được tình yêu thương của mẹ vì mẹ cứ bên con. Mẹ có biết ngày nào con cũng áp lực, con thấy rất sợ mẹ đó. Nếu như nó có thể được chọn mẹ thêm lần nữa thì tôi chắc chắn Gina nhất định sẽ không thèm nhìn tới tôi đâu. Mình là một người mẹ xấu xa. Chỉ mong chị em có thể cảm nhận được tình yêu thương từ người mẹ chồng của nó. Đón xem Cả đời làm mẹ lúc 21 giờ từ thứ